Chào cô chú và anh chị, hôm nay Tâm lại review và giới thiệu cho gia đình mình một căn nhà rất là đẹp luôn trong khu dân phố, khu phố văn hóa nè, đó rất là tuyệt vời luôn. Và trong dãy này có 81 căn và còn duy nhất một căn thôi dành đến cho cô chú anh chị. Và căn nhà này với diện tích là ngang 5, dài 16m, diện tích ngang 5 nên mình rất là rộng rãi, thoáng mát nha. Và ở đây á thì đi từ chợ Hưng Long, vị trí của căn nhà là từ chợ Hưng Long, gia đình mình di chuyển vào bên trong nhà chỉ mất khoảng là 500m theo tuyến đường chính là quốc lộ 1A. Và ở đây thì có là ngay chỗ đối diện với là ủy ban xã Hưng Long vào bên trong nhà, rất là tiện luôn. Và căn nhà này ở hướng bắc thuộc về đông tứ mệnh, và diện tích căn nhà quá là hợp lý luôn, ngang 5 dài 16 và cách với tất cả các quận trung tâm như quận nhất, quận 3, quận 5, lên trên nhà mất khoảng là 25 phút. Hoặc là cô chú anh chị mình ngay chợ Bình Điền nè, ngay Nguyễn Văn Linh, Đại học Kinh tế, Trường Đại học Public, Trường Đại học Văn Hiến, vào bên trong nhà chỉ có 15 phút à, rất là gần luôn. Và cách với lại trường cao đẳng kinh tế đối ngoại chỉ có là 25 phút, rất là hợp lý cho gia đình mình. Và ở đây cô chú anh chị mình chỉ đi ra 5 phút là tới chợ trường cấp 1, cấp 2 và 10 phút là trường cấp 3, rất là tiện cho gia đình mình. Và nguyên một khu vực đây đối diện nhà rất là đẹp cô chú anh chị. Wow, nhà toàn là mái thái với kiểu biệt thự, một cái kiểu thiết kế rất là sang, không phải hai lúa, cũng không phải là hiện đại quá, là quá hiện đại cô chú anh chị ha, không phải hiện đại quá nhưng mà quá là hiện đại. Thì căn nhà này với công năng sử dụng là đường trước nhà đây là đường nhựa đây 6m nha cô chú anh chị. Wow, xe hơi xe tải vào thoải mái luôn. Và được cái là để được 2 chiếc xe hơi đó, nên cô chú anh chị thấy thoải mái ha. Và có hệ thống cống rãnh thoát nước đầy đủ luôn cho gia đình mình. Và ở đây cô chú anh chị ơi, với một căn nhà chỉ hơn 1 tỷ thôi, có thể hiện sổ, có thể hiện đường đi luôn, và vay được ngân hàng 1 tỷ 2, thì cô chú anh chị mình chỉ cần có là 750 triệu, 700 hơn thôi cô chú anh chị đã sở hữu được căn nhà quá đẹp rồi, còn bao nhiêu là ngân hàng cho vay. Thì căn nhà này gia đình mình bên Tâm đã làm hết cho gia đình mình rất là đẹp luôn, với 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 2 có một cái sân trước, sân sau, giếng trời, quá là hợp lý luôn, và phòng khách, phòng bếp nữa cho gia đình mình, quá là ok. Trước cửa thì có lớp cao cổng 4 cánh đó, được sơn tĩnh điện với 2 tông màu, màu đen và màu trắng cho gia đình mình. Và tiếp đó là một cái lớp cửa sân trước của mình, sân trước đây 3m cô chú anh chị ơi, đẹp sang, quá là hợp lý luôn. Và đây thì được ốp gạch lên tới trần luôn cô chú anh chị, có đồng hồ điện, đồng hồ nước đầy đủ hết cho gia đình mình. Và tiếp đến là một cái lớp cửa sắt 4 cánh cho gia đình mình ha. Một cái lớp cửa sắt này rất là kiên cố và chắc chắn, sắt hộp 48 cho gia đình mình. Rồi ở đây thì khu vực đây là không gian của phòng khách. Wow, không gian của phòng khách thì rất là tuyệt vời. Ở trên thì đúc suốt hết một tấm với hệ thống trần thạch cao, đèn led, đèn lon và bộ đèn trần có quạt, rất là hợp lý. Bên dưới là đá bóng kiếng là 60 x 60, quá là ok luôn cho gia đình mình ha cô chú anh chị. Wow. Thì ở bên tay phải đây thì có được là một bức tranh dải lụa rất là sang cho gia đình mình. Vườn bách thú, có chim muông, thú cảnh, nai, hiền như nai mà hiền, dễ thương như thỏ, có sẵn luôn. Và ở bên dưới thì cô chú anh chị bên Tâm ốp gạch hết cho gia đình mình rồi, rất là sang luôn. Thì những cái gạch bên Tâm ốp là bên Tâm có kho gạch đầy đủ hết, nên là đưa đến cho cô chú anh chị giá cực kỳ là tốt luôn ha, giá cực kỳ là tốt, trên nhất trên thị trường luôn. Rồi vào bên trong đây thì Tâm cũng đã dán cho gia đình mình rất là đẹp và sang, với một cái không gian, với một cái căn nhà đẹp như thế, và có được một cái phòng ngủ bên dưới tầng trệt cho gia đình mình cô chú anh chị ạ. Phòng ngủ này khoảng 15m² thôi, 15m², nhưng mà rất là thoáng cho gia đình mình, được ốp gạch lên tới 1m4 cho gia đình mình ha. Rồi ở trên thì cũng có hệ thống trần thạch cao và đèn led, đèn lon, đèn ống tiếp 1m2 cho gia đình mình, quá là hợp lý. Rồi vào bên trong đây một xíu xíu thì có được là hệ thống tủ bếp trên và tủ bếp dưới ha. Mặt bếp bằng đá hoa cương, bộ inox 304, kiến cường lực dày và phun màu đầy đủ hết cho gia đình mình cô chú anh chị ạ. Quá là hợp lý. Rồi về đây, về đây khi đâu về đây khi nhà đã có, thì cô chú anh chị ạ, đây là không gian của phần sân sau, bên Tâm đó
làm hết cho gia mình là khung sắt rồi. Và ở đây thì có được là một cái bồn cầu liền khói, vùng lavabo, vòi sen, nhà vệ sinh bên ngoài cho gia đình mình. Thì căn nhà này cô chú anh chị Tâm làm là lúc trước và bây giờ là Tâm đổi nhà với lại một cô chú anh chị Hải, mình đổi nhà. Tâm đã cho họ nhận nhà vô ở rồi, còn căn nhà này bên Tâm lại bán lại cho cô chú anh chị với mức giá rất là nhẹ nhàng, trả giá nào cũng bán miễn là không lỗ. Cô chú anh chị mình chỉ cần đưa Tâm 750 triệu thôi là đã có căn nhà rất là đẹp, và còn bao nhiêu ngân hàng hỗ trợ cô chú anh chị ha. Rồi mời cả gia đình mình cùng lên trên lầu 1 của căn nhà. Đây là đá hoa cương nè cô chú anh chị ơi, đá hoa cương và với hai tông màu rất là đẹp và sang cho gia đình mình. Gỗ căm xe rồi kiến cường lực đầy đủ hết cô chú anh chị ạ. Vừa đẹp vừa sang vừa hợp lý rồi ha. Rồi thì hiện tại Tâm đang đứng trên lầu 1 của căn nhà. Lầu 1 căn nhà có hai phòng ngủ luôn, rất là to, rất là bự. Thì có phòng ngủ đây thì có nhà vệ sinh khép kín bên trong phòng ngủ đây cô chú chị ạ. Vào buổi sáng thì mình không cần phải mở đèn, đó, gió lùa vào rất là mát luôn. Và khu vực đây thì nhà cửa san sát nhau cô chú chị ha, quá là đẹp luôn. Đó, có cửa sổ rèm hết. Rồi ở đây thì bên Tâm ốp gạch lên tới trần, quá là cao, quá là đẹp luôn. Và đối với gia đình mình có được một cái căn phòng ngủ 30m² thì cô chú anh chị thấy rất là hợp lý ha, vừa rộng vừa sang và vừa túi tiền cho gia đình mình. Rồi đây là một cái phòng ngủ thứ ba dành đến cho gia đình mình, và mình có thể ngăn ra đây làm một cái phòng thờ riêng biệt ha. Đó thì ở đây rất là thoáng cho gia đình mình luôn, ốp gạch hết luôn, nên là cô chú anh chị mình thấy rất là hiện đại luôn. Và giá thì chỉ có là tổng giá luôn 1.950 triệu, còn thương lượng mạnh cho gia đình mình luôn. Và 1.950 triệu cô chú anh chị ơi, đối với một căn nhà ngang 5 dài 16m, kết cấu một trệt một lầu mái thái, xây dựng kiểu mái thái rất là đẹp. Ở khu vực này thì nhà giống nhau và xây dựng rất là đồng bộ với nhau, nhưng mà không phải là nhà liền kề, xây dựng bài bản đồng bộ nhưng mà nó khác biệt ha cô chú anh chị. Tường đà riêng, cột riêng, móng riêng hết cho gia đình mình yên tâm. Với một căn nhà ngang 5 dài 16m thì quá là tuyệt vời rồi. Bên đây cô chú chị ạ, có là được ban công. Một cái ban công bên ngoài có rất là nhiều trụ cột. Và xung quanh đây nhà cửa cô chú chị thấy quá là hợp lý luôn. Đông ơi là đông luôn, chật ơi là chật luôn. Mà không phải là đất chật người đông nha cô chú chị, đất chật người quá dễ thương. Đó thì ở đây thì được cái là nhà cửa san sát nhau cô chú chị ạ, quá là đẹp luôn. Thì Tâm xin nhắc lại thông tin của căn nhà này. Căn nhà này nằm trên trục đường quốc lộ 1A. Từ quốc lộ 1A cô chú anh chị mình vào bên trong nhà rất là gần luôn, chỉ có là 500m thôi. Và ở đây thì từ nhà mình di chuyển ra chợ Hưng Long chỉ có 5 phút, di chuyển ra trường tiểu học Hưng Long nè, trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn đầy đủ hết cho gia đình mình luôn. Và ở đây cô chú anh chị mình di chuyển ra trường Đại học Kinh tế, trường Đại học Public và trường Đại học Văn Hiến thì chỉ mất khoảng 15 phút thôi. Và ở đây thì có đường xá thì thông thoáng, đây là đường thông nha gia đình mình. Và có tất cả là đường ở đây là đường 6m chán nhựa luôn. Hai bên nhà đều có nhà rất là đẹp luôn, và hai chiếc xe hơi né nhau của chú chị ạ. Với diện tích ngang 5 dài 16m, kết cấu một trệt một lầu mái thái rất là đẹp luôn. Và khu vực này gia đình mình về ở rất là yên tâm và yên tĩnh luôn, không bị ngập nước nè, cao ráo thoáng mát, không bị bão bùng mưa gió nè, rồi là không bị cướp giật, rồi không bị phải kẹt xe, nên là gia đình mình rất là yên tâm. Với công năng sử dụng là đường trước nhà là lường 6m chán nhựa nè, sân trước là 3m, sân sau là 2m, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng thờ và 2 nhà vệ sinh dành đến cho cô chú anh chị, quá là ok. Và với mức giá chỉ có là 1.950 triệu thôi, còn thương lượng mạnh, ngân hàng cho vay 1.2 triệu, và cô chú anh chị mình chỉ cần thanh toán hơn 700 triệu đã sở hữu được căn nhà quá đẹp luôn, và gần ngay quốc lộ 1A và gần ngay bến xe quận 8, gần ngay bến xe buýt Hưng Long nha cô chú anh chị, nên là quá là tuyệt vời luôn. Từ bến xe buýt Hưng Long gia đình mình di chuyển vào bên trong nhà cũng có 5 phút thôi. Và ở đây nếu cô chú anh chị mình chưa đủ điều kiện kinh tế thì mình hãy mua những căn nhà
giá rẻ hơn bên Tâm là vài trăm triệu, 1 tỷ mấy, 1 tỷ mốt cũng có nha cô chú anh chị nha. Hoặc là nếu mà mình muốn có được căn nhà to hơn xíu, mình gán gồng, mình vay ngân hàng, thì cô chú anh chị bên Tâm sẽ hỗ trợ cho gia đình mình để có được một căn nhà ưng ý nhất, phù hợp nhất cho gia đình mình. Chủ yếu là cô chú anh chị mình thiện chí, bên Tâm sẽ hỗ trợ từ A tới Z cho gia đình mình. Cảm ơn rất là nhiều, chúc gia đình mình có thật nhiều sức khỏe và tìm được những căn nhà ưng ý nhất, phù hợp nhất với gia đình của mình. Và điều đặc biệt nữa, hãy giới thiệu cho Tâm, giới thiệu cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp, những ai có nhu cầu mua nhà, đổi nhà, đầu tư, hãy giới thiệu cho Tâm nha. Cảm ơn rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.